Thành thục tức là diệt trừ trí chướng giải pháp tam địa trước, nhiếp vào thánh trí xuất thế địa thứ tư, đắc được tâm trí pháp thuộc về nội tâm, chẳng phải ngoại tướng mà là thừa thọ tâm pháp, những gì Đức Phật nói giáo hóa chúng sinh, cho nên được sinh vào trong gia tộc của Đức Phật. Vì địa thứ tư là bắt đầu pháp xuất thế, cho nên nói sinh vào nhà Như Lai. Những gì là 10 thứ trí huệ thành thục nội pháp, đó là: 1. Thâm tâm không thối lùi. Thâm tâm tức là tâm bồ đề của Bồ Tát phát ra, không thối lùi tức là vĩnh viễn không thối chuyển về hàng nhị thừa, không thể giải đãi phóng dật. 2. Tâm tin đối với tam bảo tuyệt đối kiên định, không thể lay động, không hoài nghi, do đó sinh ra tâm tôn kính thành tịnh, viễn viễn không thất hoại. 3. Bồ Tát quan sát các hành sinh diệt, minh bạch là vô thường khổ không, sinh diệt vô thường. 4. Quán tự tánh của tất cả các pháp vốn không sinh không diệt, vì tất cả pháp vốn là vắng lặng, chẳng có bản thể, là nhân duyên sinh ra. Đức Phật nói, nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trùng đạo. 5. Lại quán thế gian và tất cả thế gian đều không thể tránh khỏi tướng kiếp thành trụ hoại không. Bồ Tát thường nhớ chúng sinh cho nên phát tâm đại bồ đề. 6. Lại quán tất cả nghiệp, chúng sinh thọ đủ thứ báo khác nhau, là do hạt giống nghiệp gặp duyên thành thục mà thọ báo chướng, cho nên thiện thì có thiện báo, ác thì có ác báo, nhân quả tuần hoàn, tư hảo không sai. 7. Lại quán sự khác nhau về sinh tử, niết bàn, sinh tử lao nhọc, do tham dục khởi khổ não vô lượng, niết bàn vắng lặng, thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát giác ngộ được khổ sinh tử, liền biết hướng về bồ đề, vĩnh viễn dứt sinh tử, luôn luôn thọ vùi niết bàn. Ngài suy ngẫm các pháp, biết rõ gì là sinh tử, gì là niết bàn, để được đạo không sinh không diệt. 8. Lại quán tất cả chúng sinh trong cõi nước và thọ sinh trong xéo nọt sáu nẻo khác nhau, là do nhân nghiệp gì? Lại biết họ hay tạo ra nghiệp gì mới đắc được quả báo đáng thọ đó. 9. Lại quán thời gian trước, phiền não không có sự bắt đầu vô thủy. Lại quán thời gian sau, niết bàn không có sự kết thúc vô trùng, chỉ vì chúng sinh sinh vọng tưởng trùng trùng, nên sinh ra nghiệp báo khác nhau. 10. Lại quán tất cả chúng sinh, phiền não vô tận, hư không vô tận, sinh già bệnh chết, hư ngụy không có chủ, đều không cùng tận. Ở trên là 10 thứ trí của Bồ Tát trụ diệm huệ địa, tinh tấn chuyên cần quan sát, suy ngẫm, lại nương vào trí này mà thành thục pháp lý và sự tướng. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng Phật tử. Khi Bồ Tát trụ vào địa thứ tư, Ngài tu tập pháp môn trì quán. Khi quán trong thân, thì quán tưởng thân này không sạch là 36 thứ vật thể bất tịnh và 5 thứ bất tịnh tập thành. 36 thứ vật bất tịnh. 1. Tướng ngoài 12 thứ, tóc, lông, móng, răng, ghẻ, nước mắt, nước dãi, đàm, phân, nước tiểu, cấu bẩn, mồ hôi. 2. Thân có 12 thứ, da, da ngoài, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ lá, mỡ miếng, não, màng. 3. Bên trong có 12 thứ, gan, mật, ruột, dạ dày, lá lách, thận, tim, phổi, xanh, tạng, nhiệt tạng, xích đàm, bạch đàm. 5 thứ bất tịnh. A. Chủng tử bất tịnh do nghiệp kết quá khứ và tinh trà huyết mẹ làm chủng tử. B. Trụ xứ bất tịnh, chỗ ở trong thai mẹ bất tịnh. C. Tự tướng bất tịnh, thân có đủ 9 lỗ thường chảy ra vật ổ uế. D. Tự thể bất tịnh, vì thân có 36 thứ vật bất tịnh hợp thành. E. Cứu kính bất tịnh, chết rồi chôn dưới đất làm thức ăn cho côn trùng, cuối cùng thành phần đất. Đối với thân bất tịnh này, sao lại sinh khởi tham ái? Nếu muốn trừ khử lìa tham ái, tập khí ác lo buồn, được mất từ vô thủy đến nay thật không dễ dàng. Cho nên phải tinh tấn siêng năng, quyết tâm, có nghị lực, có sự dũng mãnh. Nhớ nghĩa là sự giác ngộ, phải minh bạch thân và mạng là vô thường, phải cảnh giác Phật Pháp sẽ diệt, phải biết thu nhiếp tán tâm, ghi nhớ không quên, sinh khởi chánh niệm. Biết tức là có tâm kiên quyết, lập chí sám hối những lỗi lầm quá khứ, phát nguyện không làm ác, làm điều thiện. Như thực hành theo lời nói, sức hành thực tiễn mới có thể trừ khử tất cả tham ái ràng buộc và thống khổ ưu bi khổ não trên thế gian. Bồ Tát lại quan sát ngoài thân. Ngoài thân là chỉ tất cả sắc thanh hương vị xúc bên ngoài thân. Theo thần quan sát, suy ngẫm tỉ mỉ bên ngoài thân, tất cả vạn sự vạn vật hiển hiện ra đều là có tiếng không có tiếng, có hình không có hình, nói pháp cho người thế gian nghe. Nếu người đời mình bạch được hàm ý nói pháp của nó, thì có thể đạt được thật tướng của tất cả các pháp. Thực hành tinh tấn, phản tỉnh, phá trừ tà tri, tà kiến, tôn kính, chánh pháp, thành chánh hạnh. Tu học trí huệ của Phật
thì tự nhiên sẽ có thể trừ khử tất cả sự tham lam lo lắng của thế gian. Kế tiếp lại quán trong ngoài thân. Quán trong thân là quán giác thọ tưởng hành thức, năm uẩn bên trong thân. Quán ngoài thân là quán giác thanh hương vị xúc pháp, sáu trần bên ngoài thân. Tất cả pháp trong ngoài thân phải theo đầy để quan sát suy ngẫm, biết rõ về tâm thì trí huệ sẽ hiện tiền. Còn phải siêng dũng mãnh, nhớ biết, tự tại tu hành. Bồ Tát xa lìa phiền não nhân gian, xả bỏ sự điên đảo vô tri thế gian, sao lại còn có tham ái phóng dật, càng không sinh ra sầu lo khổ não. Có câu rằng, biết lỗi mà sửa đổi, không có điều thiện nào bằng. Ở trước đại chúng biểu thị lỗi lầm của mình, ở trước Phật sám hối tội nghiệp của mình. Như vậy lỗi lầm sẽ tiêu diệt. Nếu không muốn người biết, cũng không biết sửa đổi, sám hối, ngược lại che giấu, thì lỗi lầm sẽ vĩnh viễn tồn tại, bạn cũng vĩnh viễn không biết sửa đổi, sám hối. Khi Đức Phật còn tại thế, hai chúng có phạm lỗi lầm đều phải ra trước đại chúng bộc bạch sám hối. Đây cũng giống như chiếc áo trắng bị dơ bẩn, phải giặt cho sạch. Tâm của con người có sự ám ảnh, một khi sám hối thì sẽ khôi phục lại ánh sáng trí huệ vốn có. Tại sao một số người không thể hiển lộ ra ánh sáng trí huệ? Vì ai ai cũng đều có bộ mặt giả,